4 bí kíp để tạo ra tiền bạc thông qua luật hấp dẫn. Xin chào các anh chị đến với video của Nguyễn Lý. Thì có rất nhiều anh chị hỏi Lý là có bí kíp gì để thu hút tiền bạc bằng luật hấp dẫn. Thì Lý xin chia sẻ cái bí kíp, những gì mà Lý ứng dụng được. Một, đó là trong một ngày bạn hãy luôn suy nghĩ về sự đủ đầy nhiều hơn là sự thiếu thốn về tiền bạc. Hai là hãy trở nên vui vẻ ngay bây giờ. Không cần đợi phải có tiền mới vui, mà vui ngay lúc không có tiền. Và thứ ba là hãy thật sự biết ơn mọi thứ mà bạn đang có. Và Lý chia sẻ cái bài học về lòng biết ơn về tiền bạc. Thì tháng rồi là nhà Lý đang sửa nhà, thì tiền vật tư xây dựng hàng ngày phải thanh toán rất là nhiều hóa đơn. Thì khi Lý trả tiền nhiều lần và nhiều hóa đơn thì Lý cảm thấy sót. Và càng sót thì tiền của mình nó càng ra đi nhiều hơn. Và những cái thiết bị máy móc trong nhà nó cũng đột nhiên không sử dụng được, thì nó lại tiếp tục chi tiền. Và Lý ngồi xuống ngẫm lại tại sao mình thực hiện, mình biết cái luật hấp dẫn, mà mình biết khi mà mình đưa tiền mình vẫn nói là số tiền này đi làm nhiệm vụ và sẽ quay về với tôi, nhưng mà trong đó là mình thấy sót, là mình không có biết ơn về cái tiền, cho nên là tiền đã đi trong suốt một tuần là đi xuyên suốt mà không có cái nguồn nào quay về với Lý hết trơn á. Và sau đó Lý ngồi xuống, Lý thực hành biết lòng biết ơn về tiền, thì lúc đó tiền quay về một cách nhanh chóng luôn. Đó là cái Lý đã ứng dụng được cái lòng biết ơn về tiền. Và khi mình biết ơn tiền á, thì tiền sẽ thu hút bạn tiền đến mình nhiều hơn. Và bốn là hãy cho đi những cái điều tốt đẹp của mình, cho đi để nhận lại. Bốn bước này thì rất là dễ dàng, đơn giản, nhưng thực sự hiệu quả. Và Lý đã chỉ cho nhiều các anh chị ứng dụng và các anh chị đã quay lại biết ơn Lý. Anh chị hãy follow và đăng ký kênh để nhận được nhiều giá trị hơn nhé.